của Sevamana. Và hiện giờ thì nó đang rất là nhiều người như là có sao bạn thì nó sẽ bị lắc một tí nha mọi người, 101 người. Nếu mà trừ mình ra thì chắc chắn là 100 người. Ở ngoài mình thấy nó còn hơn thế mấy mọi người à. Và đây là sách hướng dẫn nè. Và hướng dẫn cách gia nè. Cách gia sẽ như vậy, cái gì dùng để đánh giá anh họ. Thì cái nào đẹp như vậy, làm cho anh tăng ngốc giới hạn. Và những cái khác nào nè, mọi người có thể đọc trên cái chơi nha. Cách nào hướng dẫn bằng là cách để kiếm khu vực. Ở đây mới sẽ có cái bảng là thì bạn chỉ cần tạo một đời đó nhấp vào thì nó sẽ sửa đổi cho bạn. Thì hầu hết các nguyên liệu ở đây đều là đồ các bạn cày ra nó mới có nha mọi người. Dù chúng ta cày hang thì bà có này các bạn từ từ những cấp đồ này nguyên liệu nè mọi người. Đó là bạn bảo ý nó là mà bạn. Ví dụ khi mà bạn dùng chút hang rồi sát thì bạn dùng cái cấp này rồi chúng ta này. Có lẽ phải là 3 4 cái này mọi người bạn. 4 cái này chắc chắn có lẽ phải là khó kiếm nhất. Nó rất là khó kiếm cái sinh tồn. Đó. Nếu mà chơi sinh tồn người rồi thì chắc chắn là nhiều người cũng biết ra nó này. Bây giờ mình bắt đầu sinh tồn nhé. À đây. Mình đang ở trong vùng an toàn. Bớt ra dịch đó rồi sinh tồn là đây trong vùng. Đây nguyên gì không à đây nhắc nếu mà bạn muốn chúng ta gặp lại mà đi ra xa bạn ra người này nhỉ? Bà mình được mà dịch chuyển ngẫu nhiên ở một trong bên nè à bên này rất quen như mọi người à, bây giờ dịch từ ngày nước ta luôn à. Server này có rất là nhiều người luôn mà đến đó mà nó rất nhiều người đó, nó rất là lắc luôn. Sắp tới thì có thể là anh
của Cần Thơ trường mình thì nó sẽ có trực tuyến online, và ngày nắng chính này thì trường mình hay là trực tuyến online, nên là nếu có thì mình sẽ đăng ở trên kênh 2 của mình như thế này mọi người nhé. Để có vẻ của mẹ mày đi ngang rồi và gần đây có người đã vào cổng luôn mày à. Và tất nhiên cái hồ là không bao giờ hết cái này mà để thì tuần lại nhắc nó lên. Ok mình bây giờ mình sẽ hơi đi dần dần ở vị trí này xem coi nó có cái hang không nha mọi người. Và phần vị trí hang được cái sáng nữa. Ồ, đây có con cá nè. Đây con hồ nước nè. Không có cây. Ồ, đây cái hang ngập nước mọi người. Đây một cái hang ngậm nước. Nhưng mà bù lại nếu mà bạn không chết hôm như vậy chứ bạn sẽ mất mơ đó chắc chắn. Ôi trời ơi cái cây mà nào bẻ hết chân lá rồi mọi người à. Ô có một cái hang này nè mọi người. Nghe mấy chỗ mà này thì có hang nữa mọi người. À thắng tiện chúng ta có hang luôn này nè. À có lẽ mình nên là kết hợp tích chuyện hơn để chơi cho dễ nè. Bước nè bước sáng. Rồi chết tàu bật. Nó bị động. Đấy. À dù sao thì bây giờ tạo que nè. Rồi mình tạo cái cúp nè. Này rồi cái kiếm đá. Rồi hạt đá luôn. Được. Ở đây là trong đây có rất là nhiều hang luôn. Thì anh em thấy hang anh em nhớ tay mới mập lên. Thì cũng vậy nè. Ôi trời ơi, bây giờ 110 người anh em ơi. Mà cái khung chát bên tay trái của mình á thì nó cứ xuất hiện tụt quá năm á. Hầu như là bị chát một phần và nhìn của mình trên mà. Không biết cho em nó có mấy con quá gì nhỉ. Chỗ rộng hơn anh em.
Ê bạn kia sáng sáng có sáng sáng mà mình nghe cái đó là nó có lava rồi. Là có hai cái tình điên nghe cái đó rồi cánh đú. Chứ anh em kim cương có thể trả lại bằng năm sải ai được cái này gì cho mấy nó cũng quan trọng chơi nó cày cuốc nắm quái rồi bên cầm cây nông sải cũng quan trọng cho mình mới có được tiền. Cái Golden Survivor này là
bản 1.16.5 là bản beta của game này nha. Không phải 1.17 đâu. Nhưng mà nó hỗ trợ 1.17. Áo với mọi người. Ui, tôi nghe tiếng quái vật gần gần đấy nè. Chả mặt nó đâu. Nghe tiếng nó không thấy mặt nó mới lạ. Ôi, 115 người anh em ơi. Quá luôn nha. Ui, ăn nhiều thì chứ. Chắc tôi mà đào, tôi kiếm hai mà tôi đào một hồi ấy, chắc đủ đủ chơi một một nguyên liệu. Đấy bây giờ vì sao mà cái số hai nguyên liệu cần đổi nó nhiều hết. Đây còn đường nữa, 3.3 là 2. Nó nhẹ phải chết anh em. Cái bà này nó lắc này chứ em em à. Nhưng mà nhiều khi lắc này là một lời hết cho em em. Bây giờ em em có dồn mấy vô tường đánh dễ hơn. Ok vậy thôi. Ồ, hình như dưới này nó khó gì mà mày. Thì nó dẫn nhầm nhầm trên đây. Chẳng tưởng gì. Ôi bên đây còn còn đường đi mà nè. Yeah. Mày bài là gặp hàng. Bây giờ chúng ta không có thời gian để lập động hang này. Đừng cột vào anh em ơi. Nó không nhận hai người nhiều thì chết nè. Bên này cục vài ô. Ô, bên dưới có vẻ. Có vẻ nó giống là một khe nước em mà. Ồ, dưới có nước không? Ao. Trời ơi. Nó tạo đường xuống. Mà mất cách xíu đấy nè. Hình như chỗ này cũng có một số người tìm đến đây nè. Mà giờ này chúng ta
về hai con nít mà chúng ta gặp được kim cương nữa ha. Cây mà nè, mà ta làm được gì mà này về được kim cương mất cây á. Rồi bà biết cha sao đóng hàng à. Bài bếp hay một cái khen nữa con này nè. Nhưng mà cái phần nó đi do nó bị che lắm. Dân và cái khen bếp mè với mẹ em tìm thấy có sản dễ hơn với mẹ. Chỉ có bèo mẹ mới rất ngập tối không. Con có một chút nữa. Đờ heo. Cái gì thế? Cái gì mày phát ra vậy nè? Em biết không? Trời ơi. Có nghe tiếng gì đây à? Cái này rất là phói phầm. Có gì vậy? Xì ke. What the? Trời bán mưa hay dế. Oh yeah. Uh-oh. Oh no. Chết. Ơi con. À. Có hai tem kìa. Rồi xuống đây luôn. Trời. Giờ nghe sắp. Giờ nghe sắp rồi cậu. Rồi vậy sao chơi anh em. Nó chơi mấy bé cho bà làm luôn. Rồi tôi kiếm bật nhảm 2 tí nha mọi người. Anh em cẩn thận cái bé bay nghe bé mẹ mẹ. Dạ đủ đủ. Đây. Đây là 7.17. Ok, mình để lắm để nghe người ta nghe 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 nghe
chúng ta cùng nghe mày sao. Đây đây mày sao. Xếp vô. Ồ hôi nè. Chán. Tôi cắm tay. Má đường. Mưa cái đéo gì mà. Chưa ngừng nè, chả biết nó đang bắn giờ đâu nữa. Việc phát sáng bên kia mà. Ô đây là có một nha ghẹ nè. Ô bên trên đây có nước nè. Có khi tôi sắp có được cái cúp đầu tiên nha. Tuyệt vời. Ồ, đây cũng có rất là nhiều sắc luôn, ba bãi sắc luôn em em, ba ven sắc. Ven này mấy cục đây. 4 16 cục nè. Bên này có 4 cục. Ô, có chưa ngừng nữa. Nào. How they can win all the time. Năm cục em, bên này là cục nha. Cơ bọc có giữa nhiều sắc. Và tôi sẽ nâng 100. Có thể là được ăn bàn chìm. À, làm ông bàn. Ôi.
Chơi game mà sắm cái gì hôi toan rồi. Hồi thì chúng ta sẽ khám phá bé member sẽ xếp hôm cho mày nha mẹ. Vô chay nha mọi người, 3 giây rồi, ok chuyển đi. Ok chúng ta đã hát một ngày 2 tiếng xâm xét rồi, quá nhiều xâm xét. Bây giờ nó rất ha, à đây nguyên người hát long. Ồ, hang xong rồi là phải có 16 block nè mẹ mà. Đấy. Được đấy. Em nhắc là mấy giờ cho ba có thể có được cây kiếm này với 16 cục nè. Mà nó vẫn hơi đắt nè mẹ. Cứ thì nó khó chơi hơn bởi vì nó cần hình sắt. Dụng cụ chiến thần nè. Bấm Google. Này là đổi đầu nha. Mà không biết nữa tại vì là trong cái server này là chúng ta không có nhìn được cái đầu cái tầm á mọi người, nên là ta không biết đầu nó có gì. Đầu như thế nào? À vậy, trao đổi vàng. Ô, năm sải trao được. Ô. Tiêm quá giật trao được không em? Yeah, được. Và càng cấp cao thì nó càng yêu cầu mình nhiều hơn mà. Sắm tới. Ô, trao bám em vào quay. Các kiếm này là ra đây. 16 với 8 kiếm. 16 kiếm cứu bám học bảo là có mèo gai ghê. Còn đây là... Bà bà mép phải không? What? À, what the mac đây, sorry. Mấy mẹ phải the mac mới có chứ gì. Bên nhà bầu cho những cái phạm bầu này mày bác. Phạm bầu hay vô bầu hả? Fix đem. Cho mày fix đem. Rồi nhập béo được. Ôi, mấy mẹ chắc cũng cần, chắc phải cài nhiều hơn đây. Giờ mình sẽ về hôm nha mọi người. Ok, coi mấy con cưng chơi nha. Hôm 3 giây chuyện, ok. Chuyện nào. Ai ơi, mới sắp quá. Sắp ca mấy cái đời rồi. Chết đồ mông xong nha. Lúc đó mới sẽ dẫn bạn đến tập 2 đây. Hẹn gặp lại bạn tập sau nhé. Bye bye.